thanh, nhì lò, tam than, tứ tấc. Câu ca đã đi sâu trong tiềm thức của mỗi người dân Tây Bắc với ngụ ý xếp hạng các cánh đồng. Cánh đồng Mường Thanh vừa rộng lớn lại nằm trên cao, còn chứa đựng biết bao câu chuyện ân tình. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, cùng với những hạt gạo miền xuôi theo đồng bào chiến sĩ đẩy xe thù lên Điện Biên, thì hạt gạo Mường Thanh cũng góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội. Cánh đồng Mường Thanh theo gió núi đung đưa, cũng như em thì con gái, hẹn ngày anh về với Điện Biên, đôi chân ươm mộng trên triền núi cao. Bấy lâu mơ ước gặp nhau, hẹn hò dốc đá ngày nào còn vương. Mường Thanh mây trắng ngập đường, cánh đồng tỏa nắng soi gương đầu ngày. Ô kìa Mường Nhé trong lành, thiên nhiên gợi cảm mong manh áo chiều.
con đang chờ.